chưa quay. Vâng, xin chào các bác. Hôm nay tôi có một khách hàng là một bác trai đứng tuổi rồi, bác đến từ Hải Phòng. Bây giờ là 10 giờ đêm rồi, nếu bác không ngại đêm tối bác đến ủng hộ cửa hàng tôi. Bác mưa to, hai bố con anh ấy đến. Ê, vừa đóng gói cho bác một rất con quái cái đâm ly này. Bác ấy đến mua hộ một con đâm ly tích tích 630 đây, giống con đâm ly tôi đăng trên mạng bác. Rất chất lượng. Có bảo hành. Ở dưới Hải Phòng thì rất nhiều cửa hàng bán, nhưng mà bác ấy không yên tâm vì dưới đấy tôi nghe nhiều trường hợp nói là hàng dưới đấy nó lộ cộ thế này thế kia, nên là bác ấy lên tận Hà Nội bác mua ủng hộ tôi này. Bác ấy đến từ thành phố Hải Phòng. Rất thoải mái. Vâng vâng. Đây đóng gói xong cho bác. Vâng vâng. Bảo hành bảo tỏi nghiêm chỉnh, hàng họ bảo đảm. Yên tâm về chất lượng. Rất cảm ơn bác, tối muộn hai bố con còn đến. Hôm nay trời mưa này. Đóng bác gói xong. Cảm ơn cháu vâng, chọn vâng. Cho bác cái ly nó phẩm ạ. Vâng vâng. Thế sáng mai về quê à? Mai sáng vâng, mai. Vâng vâng, cảm ơn. Vâng vâng, cảm ơn mai chúc bác đi đường thuận lợi. Bác sẽ hẹn vâng, gặp lại. Vâng vâng. Nếu về có bác bạn bè nào thì ủng hộ dưới cháu. Vâng. Vâng. Vâng, xin cảm ơn bác nhá.